Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thiền sư Thích Nhật Hạnh từng kiến nghị để Phật giáo Việt Nam tách khỏi nhà nước. Tài liệu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào năm 2005 ghi lại đối thoại của Thiền sư Thích Nhật Hạnh và kiến nghị 7 điểm với chính phủ Việt Nam. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi về Bộ Ngoại giao vào ngày 31 tháng 3 năm 2005 ghi lại các ý chính của cuộc gặp mặt giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đại sứ Michel Mariner diễn ra vài hôm trước đó theo hồ sơ của Wikileaks. Sau 2 tháng rưỡi được phép về thăm quê hương thành công, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã hội kiến Đại sứ Michel Mariner tại Hà Nội vào hôm 26 tháng 3 năm 2005. Văn bản tiếng Anh có tựa đề là Vị lãnh đạo Phật giáo bị trục xuất đã về thăm quê hương. Nói đây là cuộc gặp riêng giữa hai người. Trong phần tổng quan, phía Hoa Kỳ ghi rằng, theo lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam chia rẽ, suy yếu vì sự can thiệp của chính quyền vào các vấn đề của tôn giáo. Tuy thế, phía Hoa Kỳ nói ông không phê phán công khai chính phủ Việt Nam trong thời gian thăm quê hương, nhưng đã trao cho Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Phan Văn Khải một kiến nghị tách giáo hội và chính quyền ra khỏi nhau. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong buổi cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân chiến tranh Việt Nam được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2007 tại một ngôi chùa ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ông cũng nhấn mạnh rằng một giáo hội có sức sống trở lại có thể giúp giải quyết căn bệnh về xã hội và nạn tham nhũng. Sứ quán ở Hoa Kỳ viết rằng dù Thích Nhất Hạnh ra điều kiện trước chuyến đi là phải để ông đi lại tự do và sách của ông từng bị cấm phải được xuất bản trong nước, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn lo ngại ông sẽ trở thành một nhân vật của công chúng. Về xã hội và giới trẻ, theo Thích Nhất Hạnh nói với Đại sứ Mariner thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam bị chia rẽ và bị suy yếu. Tín đồ đi chùa đều đặn nhưng tình trạng chung của Phật giáo là rất tệ, chủ yếu là vì chính quyền can thiệp vào giáo hội. Nhiều sư được trao chức vụ lãnh đạo vì lý do chính trị và đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận hành xử như nhân viên của nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam dựa vào chính phủ Việt Nam để có trợ cấp tài chính và để được phép tổ chức các hoạt động như cho sư ni ra nước ngoài để tu tập. Điều này khiến người dân quay lưng lại với Phật giáo. Dù có phát triển kinh tế, đất nước vẫn đau khổ vì các vấn đề xã hội sâu nặng, phân chia rất nặng nề xảy ra giữa thế hệ cao niên đang vật lộn với các vấn đề chính trị và giới trẻ thả mình vào cuộc sống tiêu thụ. Đau khổ cũng xuyên thế hệ rất lớn, thanh thiếu niên không tin vào hạnh phúc gia đình, theo lời Thiền sư Thích Nhật Hạnh mà Đại sứ quán Mỹ đã ghi lại. Và kiến nghị 7 điểm tách giáo hội Phật giáo khỏi chính quyền. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xem là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đức Đạt La Đạt Ma. Ông là tác giả của hơn 100 cuốn sách xuất bản từ trước năm 1975 cho đến nay. Và hiệu sách nào ở phương Tây đều có hai khu sách dành cho ông và Đức Đạt La Đạt Ma, theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ. Đặc biệt, Thích Nhất Hạnh trao cho Đại sứ Hoa Kỳ kiến nghị chính sách mà ông đã trao cho Thủ tướng Phan Văn Khải một bản trước đó. Ý tưởng cơ bản của nó là nhà nước xác nhận mong muốn tách quyền lực tôn giáo khỏi quyền lực chính trị. Theo đó thì Tăng Ni sẽ không giữ chức vụ của nhà nước, không nhận chỉ thị từ chính phủ. Trong cuộc gặp tuần đó với Thủ tướng Phan Văn Khải, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói ông muốn giáo hội tách khỏi nhà nước, sư Ni không bị buộc vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Và việc tách khỏi chính trị không có nghĩa là tạo xung đột chính trị. Ngoài ra, ông cũng nói với Thủ tướng Việt Nam khi đó rằng những người cộng sản cần trở nên thành con người có chất Việt Nam hơn bằng cách chấp nhận tín ngưỡng truyền thống của cha ông, họ và chấp nhận văn hóa Phật giáo là nền tảng của xã hội Việt Nam. Và thất bại trong việc đó sẽ làm chính trị phá sản, khiến Đảng Cộng sản mất sự ủng hộ của nhân dân. Giải pháp cho hai giáo hội. Vẫn điện tín của Hoa Kỳ mô tả cuộc gặp và lời thầy Nhất Hạnh về các kiến nghị cho Việt Nam nói tiếp về giải pháp cho Phật giáo Việt Nam vốn vẫn chia rẽ từ sau năm 1975, kể từ khi
quốc gia đã thống nhất. Các nhân vật hàng đầu của Phật giáo Việt Nam, gồm cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sẽ gặp mặt để hòa giải trong tinh thần phục hồi tình huynh đệ trong cộng đồng Phật giáo và thiết lập quan hệ tốt với nhà nước. Điều này không cần phải nhằm lập ra một giáo hội duy nhất, mà các vị lãnh đạo của đạo cần đưa cộng đồng Phật giáo ra khỏi ảnh hưởng chính trị nội bộ và hải ngoại. Một điểm nữa trong kiến nghị là để các thầy Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ được quyền tự do cư trú, đi lại, thuyết giảng đạo Phật ở bất cứ đâu trong cả nước Việt Nam. Vẫn theo kiến nghị này thì Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ nên quan sát và ra những khuyến nghị. Còn Phật tử sẽ có ủy ban liên lạc với chính quyền thế tục nhằm tư vấn cho chính phủ về các cách loại trừ lạm quyền, bất công, tham nhũng và những gì sai trái với nhà nước, dân tộc và đạo Phật. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Mục sư Martin Luther King vào năm 1966. Mục sư Martin Luther King từng viết thư đề cử trao giải Nobel Hòa Bình cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuối cùng, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh nói với đại sứ Mỹ rằng ông có thể hình dung ở vai trò trở về Việt Nam để làm công việc tạo điều kiện cho Phật giáo nở rộ một lần nữa. Điện tín của Sứ quán Mỹ cho hay, sư cô Trân Không có mặt cùng thầy Nhất Hạnh tại cuộc gặp vào ngày 26 tháng 3 với đại sứ Hoa Kỳ. Văn bản cũng mô tả một số mâu thuẫn giữa các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với tăng đoàn Làng Mai về chuyến thăm quê hương của họ. Các lãnh đạo Giáo hội Thống Nhất bị cấm hoạt động và đã là chuyến thăm của Việt Nam của thầy Nhất Hạnh đem lại tính chính danh cho cách nhà nước kiểm soát tôn giáo. Còn về phía nhà nước, Sứ quán Hoa Kỳ ghi nhận Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an, phản đối chuyến thăm quê hương của Thiền sư Nhất Hạnh, còn Bộ Ngoại giao thì lại ủng hộ. Vào năm 2017, chính quyền Việt Nam cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh về sống ở quê hương, nhưng ông đã qua đột quỵ, sức khỏe yếu, không còn thuyết giảng trước công chúng. Ông viên tịch vào lúc rạng sáng ngày thứ Bảy 22 tháng 1 năm 2022 tại chùa Từ Hiếu ở Huế. Bản thỉnh cầu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã được công khai. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại một buổi tọa đàm của Ngân hàng Thế giới vào năm 2013. Cũng theo Làng Mai, vào ngày 5 tháng 5 năm 2007, trong buổi tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, thầy Nhất Hạnh có đệ trình một bản thỉnh cầu 10 điểm dưới đây. Nhưng không rõ ông Chủ tịch có hồi đáp hay không, còn trong thực tế thì chẳng có thay đổi gì theo bản thỉnh cầu này. Thứ nhất là xin chính phủ ra lệnh lập một đài tưởng niệm thuyền nhân thiệt mạng trên biển cả tại vùng Vũng Tàu. Thứ hai là xin cho các thân nhân của những người được chôn trong các nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ được dễ dàng viếng thăm, cúng lễ và bốc mộ. Thứ ba là xin chính phủ yểm trợ việc xây dựng tháp kỷ niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư là xin cho những người gốc Việt cư trú ở nước ngoài được về nước thăm viếng, làm việc, đầu tư, giảng dạy, hoằng pháp mà không cần visa. Thứ năm là xin bắt đầu cho phép một số người gốc Việt cư trú ở nước ngoài được có song tịch là quốc tịch đôi để họ có dịp bày tỏ niềm trung thành của họ với Tổ quốc và quê hương. Thứ sáu là xin đừng xem các thầy và các cụ sư cô gốc Việt ở nước về nước để yểm trợ Phật giáo là những giáo sĩ ngoại quốc, và xin cấp phát dễ dàng cho các vị ấy loại visa làm việc tôn giáo nhiều lần trong 5 năm một cách dễ dàng, mau chóng. Xin chính phủ cho phép các vị ấy chia sẻ sự tu học của mình đến mọi tầng lớp nhân dân, cũng như ngoài các cơ sở của cơ hội của giáo hội, cũng như các cơ sở công cộng khác của đất nước mà không có sự phân biệt, kỳ thị. Thứ bảy là xin cho một chính sách đặc biệt đối với Phật giáo, bởi đạo Phật đã là nền móng dựng nước và giữ nước trong gần 2.000 năm và là yếu tố chính của nền văn hóa Việt Nam. Thứ 8 là để Phật giáo theo kịp đà hội nhập và đời sống mới, chấm dứt tình trạng ủng trệ hiện nay và đóng góp tích cực phần mình vào công trình văn hóa, nếp sống, gia đình, cộng đồng và xã hội. Xin cho phép Phật tử Việt Nam tự do thành lập nhiều hội đoàn Phật giáo với những nét đặc thù của mình. Những hội đoàn này chỉ cần đăng ký hợp pháp là có thể hoạt động được ngay như ở bất cứ một nước văn minh nào trên thế giới.
Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Phật tử Việt Nam có quyền lựa chọn một hoặc nhiều hội đoàn thích hợp để có cơ hội đóng góp công phu và tài năng của mình. Những hội đoàn này có quyền truyền bá tư tưởng và pháp tu tập của mình ra các nước ngoài, tương tự như phương thức VTO trong lĩnh vực kinh tế. Các hội đoàn đó có thể bao gồm Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy, Giáo hội Phật giáo Thiền Tông, Giáo hội Phật giáo Tịnh Độ Tông, Giáo hội Phật giáo Khất Sĩ, Giáo hội Phật giáo Thiên Thai giáo, Quán Tông, Giáo hội Phật giáo Thiền Tịnh Đạo Tràng, Giáo hội Phật giáo Sư Sãi Tây Nam Bộ, Giáo hội Phật giáo Nam Tông Khmer, Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, Giáo hội Đạo Bụt Nhất Quán, Giáo hội Phật giáo Hiện Đại Hóa và Gia đình Phật tử, Hội Sinh viên Phật tử, Hội Học sinh Phật tử, Hội các nhà khoa học Phật tử và Hội các nhà giáo Phật học. Thứ 9 là xin cho Tăng Ni được phép tăng hành đạo khắp nơi trên lãnh thổ quê hương, như Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận tuyên bố không bị hạn chế bởi vấn đề hộ khẩu, có quyền dựng chùa viện bất cứ ở đâu, không kể nơi đó có nền chùa cũ hay không, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, vân vân. Xin chính phủ thực hiện việc tách rời tôn giáo khỏi chính trị và chính thức chính trị hóa tôn giáo, ngưng lại mọi quản chế của chính quyền trên giáo quyền, giải thể ban tôn giáo chính phủ và trước hết là ngành công an tôn giáo. Tất cả các đoàn thể tôn giáo đều được sinh hoạt tự do trong khuôn khổ pháp luật hiện hành như bất cứ một hội đoàn văn hóa, thương mại, công nghệ và xã hội nào. Kính mời các bạn xem bản tin Thể chế cản trở chống tham nhũng, nhắc đi nhắc lại sao vẫn bế tắc. Tại phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào hôm 20 tháng 1, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại chỉ đạo cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng. Ông Trọng cho rằng phải hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý đất đai, tài sản công, sửa chữa, bổ sung luật thanh tra, luật đất đai, vân vân. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chánh Văn phòng Quốc hội Việt Nam, khi trả lời Đài Tiếng nói FA cho rằng để ngăn chặn nạn tham nhũng, Đảng và Chính phủ Hà Nội đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng ở Việt Nam các biện pháp và pháp luật vẫn chưa được thực thi triệt để. Ông nói, so với các bộ luật hình sự của nhiều nước trên thế giới, thì bộ luật hình sự Việt Nam có mức phạt cao hơn nhiều, nhất là nhóm tội phạm tham nhũng thì phạt rất nặng. Nhưng vấn đề là có chứng minh được tham nhũng hay không? Thường tội gây thất thoát tài sản, người ta nói là do thiếu trách nhiệm, do cơ chế, thể chế có chiếm đoạt hay không chiếm đoạt. Có chiếm đoạt thì mới dẫn đến những tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ thì lúc đó hình phạt mới nặng, có thể lên đến mức án tử hình. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, việc phá được một vụ án tham nhũng không phải là chuyện đơn giản. Những vụ tham nhũng lớn, dây dưa, dây chuyền, dây mờ rễ má, ăn chia với nhau nên việc bóc gỡ để xử lý có nhiều thời gian, công phu. Vì vậy, ông Thuận cho rằng cần phải có cơ chế, thể chế thích hợp để người dân tham gia thì may ra mới làm tốt được. Vấn đề này được lãnh đạo Việt Nam nhắc đi nhắc lại, nhưng vì sao nạn tham nhũng không những không bị triệt mà vẫn tiếp tục diễn ra ngày một nhiều hơn. Từ Hà Nội vào hôm 21 tháng 1, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại tạp chí Cộng sản lại cho rằng, về thể chế chống tham nhũng thì qua kinh nghiệm lịch sử của tất cả các nước, thì nó là hệ thống dân chủ, tức là báo chí tự do, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, vân vân. Như vậy mới chống được tham nhũng tận gốc. Các ông cũng biết là như vậy, nhưng cứ nói là thay đổi thể chế theo ý của các ông thì là Cộng sản vẫn chống được tham nhũng. Thành ra các ông chỉ nói vậy để bào chữa cho việc chống tham nhũng, nhưng thiếu hiệu quả hoặc không triệt để xóa bỏ tham nhũng. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được cấp 19 tỷ đồng để nghiên cứu khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ duyệt chi ông Trung Ngọc Anh hồi đó còn làm bộ trưởng. Nay phát hiện ra là Việt Á đã nhập khẩu kit test từ Trung Quốc. Vậy 19 tỷ đồng nghiên cứu đã đi đâu?
Báo Lao Động đã đặt ra câu hỏi. Theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình, vấn đề tham nhũng ở Việt Nam là do cơ chế toàn trị cộng sản, tức độc tài đảng trị. Chính cơ chế đó đã sinh ra tham nhũng và mức độ tham nhũng ghê gớm đến như vậy. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong năm 2021, Việt Nam đã khởi tố điều tra 390 vụ án trên tổng số 1.011 vụ bị can về các tội tham nhũng. Trong đó có nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, khởi tố nhiều người bị can là cán bộ cấp cao, sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng an ninh vũ trang, xử lý các vụ án đưa ra, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực y tế lợi dụng phòng chống COVID-19 để trục lợi như vụ tại công ty Việt Á. Nhưng dư luận cho rằng kết quả đó chỉ là bề nổi vì hiện nay tham nhũng hầu như xảy ra ở khắp mọi nơi tại Việt Nam. Vậy với yêu cầu hoàn thiện thể chế để không tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng liệu có khả thi đối với Việt Nam hiện nay hay không? Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên chủ nhiệm khoa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một đảng viên đã từ bỏ đảng khi trả lời đài FA nói như sau. Thể chế Việt Nam hiện nay tốt đến đâu, Đảng Cộng sản đứng trên thì họ vẫn tự hào, thể chế của họ rất tốt, rất vững. Nhưng những nhà phản biện vẫn nghĩ thể chế này là không tốt. Nó độc đảng, độc đoán toàn trị theo con đường vô sản chuyên chính. Thể chế ấy dựa vào liên minh, công nông và trí thức, nhưng hiện liên quan tới người tài thì gọi nó là tìm cách loại bỏ tinh hoa của dân tộc. Vì những người giỏi thường tìm cách trung thực nên người ta không tán thành chủ nghĩa Marx Lenin. Mà không trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin thì Đảng Cộng sản sẽ tìm cách loại bỏ. Đây là hình ảnh tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đang chịu án tù, nguyên là một cán bộ đảng viên cho bộ máy nhà nước của chính quyền Cộng sản. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà nước Việt Nam nếu không thay đổi con đường lối cán bộ, không cải cách thể chế bằng việc bỏ các hình thức độc quyền đảng trị thì không thể nào tìm được người tài giỏi thực sự để làm lãnh đạo và quản trị đất nước, không thể bảo đảm được chỗ đứng bền vững cho người tài. Tiến sĩ Hoàng Hợp để phân tích với đài tiếng nói FA về những vấn đề bất cập của thể chế hiện nay như sau. Cái nền quản trị nhà nước này nó không minh định rõ là cái gì ra cái gì. Nó không nói rõ làm thế nào thì tốt hay không tốt, làm thế nào thì hợp pháp hay không hợp pháp. Người ta không có nền tảng pháp lý cụ thể để người ta yên tâm, nên tốt nhất là người ta sẽ không làm. Đấy là do thể chế, do hệ thống, do đó phải làm lại hệ thống và thể chế. Nhiều chuyên gia cho rằng hiện cả ba nhánh quyền lực tại Việt Nam đều chịu sự lãnh đạo của một đảng, nên không phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu cả ba nhánh quyền lực mà không hoạt động độc lập hơn vào cái kiểm soát lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, thì nó sẽ có rất nhiều cản trở và trở ngại trong việc chống tham nhũng. Và ngoài ra, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vẽ ra rất nhiều công trình vô bổ để tham nhũng. Đây là hình ảnh khu tượng đài 1.500 tỷ đồng bỏ hoang ở Ninh Bình. Cục Quản lý Đường bộ 3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục cưỡng chế tháo dỡ 5 công trình cổng chào tại thành phố Kon Tum trị giá 8 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho biết là những cổng chào này được Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng dù chưa được Tổng cục Đường bộ chấp thuận vì lý do mất an toàn giao thông. Tại buổi họp báo vào hôm 14 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum lý giải rằng những công trình này được khởi công vì mục đích lên đô thị loại 2. Việc xin giấy phép xây dựng cổng chào rất phức tạp, trong khi tỉnh yêu cầu hoàn thành các cổng chào trước năm 2021 nên thành phố triển khai cho kịp tiến độ. Dư luận cho rằng đây là một hình thức tham nhũng vì có xây thì mới có ăn của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Ông Quang, một kỹ sư xây dựng khu vực miền Trung, đã nêu quan điểm của ông về vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng như sau. Tham nhũng không những không bớt mà còn diễn ra một cách tinh vi hơn trước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Tinh vi hơn bởi vì người ta đã thấy được những lỗ hổng trong cơ chế. Trong luật pháp đối với lĩnh vực xây dựng, trong luật xây dựng người ta cũng đã điều chỉnh, bổ sung một số điều luật nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Tuy nhiên, khi người ta càng đưa ra những cơ chế, chính sách, điều luật trong xây dựng và một số nghị định liên quan, ví dụ như quy chế xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng hay quy hoạch xây dựng v.v., thì thành phần tham nhũng đã có cách đối phó ở trong đó. Theo anh Quang, rất nhiều loại cổng chào có quy mô khác nhau,
từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ai cũng làm cổng chào. Nó không có ý nghĩa gì ngoài tư tưởng cát cứ, tư tưởng tiểu nông nên lãng phí rất lớn. Đây là hình ảnh hai cổng chào mừng Đại hội Đảng Bộ Thành phố Bà Rịa lần thứ 6 nằm cách nhau hơn 200 mét trên đường Cách Mạng tháng 8. Thành phố Bà Rịa đã cùng lúc bị quật đổ sau cơn mưa vào ngày 2 tháng 8 và hai cổng chào này đã sập. Đặc biệt là lãng phí ngân sách bởi vì không ai bỏ tiền túi ra xây dựng cổng chào hết, anh giải thích thêm về hai loại tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng như sau. Cổng chào và tượng đài là những dự án được đẻ ra và gây thất thoát nhiều nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Mà trong lĩnh vực này thì thất thoát trong chi phí đầu tư ít nhất là từ 20 đến 30%. Từ đó chi phí tăng lên, đó là thất thoát trực tiếp. Còn thất thoát gián tiếp là từ chính sách, nơi làm ra chính sách cũng có thể là Bộ Xây dựng, có những sân sau muốn có lợi thì phải đưa ra những chính sách có lợi cho sân sau, tức là có lợi cho cá nhân họ. Câu chuyện xây cổng chào không phải mới xuất hiện ở Việt Nam, mà từ năm 2010, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành cổng chào trị giá tới 40 tỷ đồng. Đến năm 2012, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức tháo dỡ một phần công trình trong cổng chào để thay bằng một quả cầu trị giá 1 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hải Phòng, sau khi tốn tới 24 tỷ đồng xây dựng cổng chào nghệ thuật vào hồi năm 2015, đến năm 2017 đã phải dỡ bỏ do hư hỏng rất nặng. Mới năm ngoái, cổng chào 6 tỷ đồng ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng rơi vào tình trạng có thể bị tháo dỡ bất cứ lúc nào do cổng được xây dựng trên tuyến đường giao thông chính của các tỉnh đồng bằng ven biển nên thiếu tính bền vững.